Đây là bộ phim kể về nguồn gốc con búp bê quỷ ám Annabelle. Annabelle được tạo ra bởi ông già Mullins này, thuộc loại hàng limited, vỏ sứ thanh hoa, được đựng trong hộp gỗ in brand. Thế là dù con búp bê này xấu vãi ra thì người đời vẫn đổ xô đi đặt. Hết phim, đấy chính là nguồn gốc của Annabelle. Các bạn mong chờ cái gì ở một bộ phim tên là Annabelle Creation? Còn con quỷ ám Annabelle á, đi mà hỏi nó, mị chỉ là một con quỷ qua đường mà thôi. Tên mị còn chả phải là Annabelle, tại sao mị lại nhìn như này á? Lúc nào chả nhìn như này. Tại mấy thằng cha làm phim cứ lải nhải cái gì về việc quỷ thì phải nhìn đáng sợ ấy, xong rồi CGI tùm lum tùm la lên, đấy là cái định kiến phân biệt độc hại dành cho loài quỷ bọn mị đấy. Quay lại vấn đề thì con bé này mới là Annabelle, chính là con gái của lão Mullins làm búp bê kia. Và một ngày nắng đẹp như chốn địa ngục, một con cô hồn nào đấy giải đinh nổ lốp xe lão Mullins, khiến cả gia đình dừng giữa đường để mà sửa. Thấy quả xe phi như điên đằng kia chưa? Bang, tạm biệt Annabelle. Nhưng ông mụ già nhà Mullins thì không chịu được cô đơn, chúng cầu nguyện và hứa dâng lên mọi thứ để gặp lại con. Mị là một con quỷ tốt và đáp ứng chúng nó, nhập vào con búp bê hóa thành Annabelle, chạy chạy qua nhà chúng nó cho có không khí. Nhưng có một điều về loài người đấy là cái lúc trải nghiệm dịch vụ ấy thì vui lắm, nhưng mà đến lúc mà thu phí linh hồn ấy thì ré cả lên. Ông mụ già gọi cả giám mục đến vẩy nước giếng được ban phước lên người mị, rồi nhốt mị trong căn phòng rắn đầy kinh thánh suốt 12 năm, bằng luôn cái án của Lê Văn Luyện, trong khi mị mới là cái đứa bị quỵt lương job. Mãi cho đến một ngày, cơ hội vượt ngục của mị xuất hiện. Nhà Mullins mời một đám trẻ mồ côi về nhà ở, trong đấy có một con bé Janice này còn bị tật chân, và lũ trẻ còn lại bắt nạt không cho nó ở cùng. Cái này là trời phán rằng mày phải bị ám rồi con ạ, à, rượt mày kiểu gì cũng dễ. Ông già Mullins để chúng nó ở trên tầng 2 và cho con bé Janice đi lại bằng cái ghế tự chế. Cái ghế này hay ở cái là thắt dây an toàn vào nó mới chịu chạy. Một con bé mồ côi này bị tật chân và bị buộc vào một cái ghế thô sơ và thường xuyên ở một mình. Tuyệt vời. Thôi thì lại đây, vào cái phòng này này, chính xác là cái phòng cũ của Annabelle, rồi tối nay mình tâm sự. Con bé sắp sập bẫy thì tay Mullins sẽ ngăn con bé lại và cấm nó vào phòng. Hay lắm Mullins, nhưng mà ông không ngăn được nó mãi đâu. Con bé giờ đến ở phòng bên cạnh cùng cô bạn Linda. Tối hôm đấy trong bữa ăn, bọn nhóc mới nghe thấy cái tiếng chuông của mụ vợ. Mụ này sau cái vụ đòi thu thuế năm xưa thì bị liệt, ông chồng mới cho mụ cái chuông để mà mụ lắc khi cần. Con bé Carol này tò mò ngó vào và sợ chết khiếp vì thấy mụ ta đeo mặt nạ sứ che nửa khuôn mặt. Rõ ràng thì mị không phải là cái thứ đáng sợ duy nhất trong cái nhà này. Nửa đêm hôm đấy, giờ hoảng đạo đã đến, mà con bé Janice lại trằn trọc không ngủ được. Mị cứ chạy chạy rồi đút cái mảnh giấy qua khe cửa. Con bé kiểu gì cũng tò mò mở ra xem có gì, xong rồi chắc chắn sẽ đi ra ngoài xem lại đút tờ giấy vào đây. May mà con bé này là người Mỹ, chứ nó mà là cái bọn da vàng thì chúng nó chạy lâu rồi. Mị dẫn con bé đến thẳng cửa căn phòng kia, sẵn tiện bẻ cái khóa cho con bé đi vào. Nancy, Carol, are you guys in here? Tụi nó bận ngủ má ơi, ai rảnh. Forgive me, Father. Tại sao mày lại phải xin tha thứ vì cái tội lỗi mà mày sắp làm nhỉ? Hay là thôi không đi vào nữa? Đấy, căn phòng này 12 năm nay vẫn sạch sẽ không một hạt bụi, đèn đóm nội thất vẫn nguyên si. Thật đấy, có khách trọ nào mà tôn trọng cái bất động sản cho thuê như là mị không? Bây giờ thì ai muốn nhà mình bị ma ám nào? Giờ hãy nhặt cái chìa khóa để trong mô hình đi, và mày sẽ thấy chiếc cửa giống y hệt ở bên ngoài. Bây giờ thì mày tự coi mình là chủ căn nhà và đến mở cánh cửa mà không hề xấu hổ đi nào. Thấy chưa? Mị đọc nó như một cuốn sách và giờ mị đã tự do, tiền sư nhà bá cha luôn. Giờ không còn ai được phép đóng sập cái cửa này trước mặt mị. Khóa cửa à? Sư phụ tao dù bị người đời lãng quên nhưng vẫn là con hổ vùng Cao Bằng. Trùm chăn vào đầu à? Đợi tí để mị đứng dậy. Nhưng đúng lúc đấy thì ông già Mullins đi lên kiểm tra, nên mị đành dọa con bé Janice chạy về phòng, tránh cho ông già kia biết chuyện kẻo lại báo lũ cha xứ tới. Không sao, thời gian còn dài. Ngày hôm sau, con bé Janice muốn xưng tội với chị sơ. Cô báo rằng trong nhà có quỷ, nhưng chị sơ bảo sợ chi, chỉ có Chúa mới có thật, còn quỷ thì không. Mẹ logic lạ phết. Trong lúc đấy thì con bé Linda đi chơi trốn tìm và chui xuống gầm cầu thang để núp, nhưng mà ta-da, nó đã tìm ra mị. Mị mới kéo cái ghế định mời nó ngồi thì con bé sợ quá, ngã sư ra bên ngoài. Đúng lúc đám chị nó cũng quay vào nên là thôi, thả con bé vậy. Bây giờ mị tự do rồi thì muốn hù đứa díu nào chả được. Và mục tiêu tối nay là hai con bé lớn trong đám. Chúng nó lại còn trùm chăn lại xong rồi lấy mụ Mullins làm trò đùa. Thế là mị biến thành hình mụ già, giả vờ đi trước cửa, tay lắc lắc cái chuông cho nó giống, rồi bất ngờ lẻn ra sau vồ lấy chúng nó. Cuối cùng biến mất ngay khi đèn được bật lên. Thế là vừa làm hai đứa nó xón ra quần, vừa không để lão Mullins chú ý. Hết được chấm. Ngày hôm sau, chị sơ tìm đến mụ Mullins để hỏi thăm một chút. Janice cũng bí mật nghe lén bên ngoài. Thế là biết được chuyện nhà này có đứa con gái tên là Annabelle. Janice tiện tay lấy luôn bức ảnh chụp con bé với con búp bê, rồi mang về phòng làm gì cũng chả hiểu. Mị lúc này thì đang bật nhạc lên chiêu chiêu, ai ngờ con bé Janice lại mò sang để tắt. Đấy, rõ ràng là nó gây sự trước. Mị đã phải nghe loa ngoài rồi thì thay vì cả khịa thì tại sao không mua cho mị con tai nghe One Audio F2 với chất âm hai chuẩn DJ, nhịp bass sống động, pin lên đến 40 tiếng, thiết kế đẹp, họa tiết đĩa than làm điểm nhấn. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng và giá chỉ có 590.000. Đứa nào nhấn vào link bên dưới phần mô tả thì sẽ được khuyến mãi tháng cô hồn thêm được 50 nữa. Mua ngay vào luôn đi. Con bé Linda cũng đi theo bạn vào cùng, và đứa sau còn láo hơn cả đứa trước. Mà đúng thật là cho trẻ con vào phòng được cái gì chúng nó cũng nghịch. Cút ra ngoài. Con bé Janice ở lại càng bố láo, lôi hẳn nhật ký của mị ra đọc. Mị vồ lấy con bé rồi lại thả nó ra. Một linh hồn thì phải đượm cái vị sợ hãi mới đáng để ăn.
Con bé cố gắng chạy ra ngoài nhưng mà chẳng ai nghe thấy tiếng mày gào thét đâu. Hoặc là họ có nghe nhưng mà họ mặc kệ, con người đáng sợ vãi. Con bé Janice trèo lên chiếc ghế để mà chạy xuống tầng 1 nhưng mà cái ghế không hoạt động. Mày đừng có nhìn tao, mày quên cho thắt dây an toàn đi kìa. Đấy đấy đấy, đi được rồi thấy chưa? Sao mày không nhảy lò cò xuống nhà, ít nhất là mày dùng ngông cũng nhanh hơn là cái cổ nợ này đấy. Đủ rồi, mày dừng lại, quay lại đây với tao. Mày đừng có níu kéo nữa, ít nhất thì mày cởi cái dây an toàn ra đã. Đần thật, mày ngã thử xem một cái xem mà não có vận động một tí nào không nào. Ít chết mẹ, lỡ tay tí mà nó đau luôn chân còn lại. Và nó phải ngồi dí ở xe lăn luôn. Thế là Janice đòi chị Sơ chuyển nhà. Nhưng chị Sơ lại đang bị một con quỷ khác kinh khủng hơn ám. Con quỷ nghèo, nên là chị bảo thôi, nhà này miễn phí thì cứ ở đi. Thế là con bé Janice tối đấy ngủ ở sofa. Không phải là vì nó đang ăn vạ, mà bởi vì chân nó đau khó di chuyển. Và điều đấy thì có nghĩa là con bé Linda phải ngủ một mình. Mà ngủ thì chả lo ngủ đi, cứ nghịch nghịch xung bắn bóng. Con lỏi này hóa ra cũng biết sợ. Thế là Mị từ từ đi vào phòng, tính hù nó thêm một phát nữa. Thế mà con bé này nó ngủ luôn. Con bé này nặng vía phết. Thôi thì Mị lại quay về với Janice. Con bé được chị Sơ đưa ra phơi nắng cho nhiều vitamin. Nhưng cả linh hồn và thể xác nó đã cực kỳ yếu đuối. Và Mị thì đã đủ mạnh để mà xuất hiện dưới ánh mặt trời. Mị liền hóa thành chị Sơ, rồi đẩy con bé vào trong nhà kho để chiếm lấy cơ thể của nó. Theo cách của quỷ, không phải theo cách của con người. Cơ mà con bé Linda trông có vẻ là nhận ra điều gì rồi. Nó bắt đầu đi kể cho mọi người để mà tìm đồng minh. Nhưng mà chả ai tin cả. Và sai lầm lớn nhất là nó kể cho lão Mullins. Tay này kiểu gì cũng gọi lũ trà sứ đến. Thế nên là Mị phải tấn công hắn luôn trong nhà bếp, biến hắn thành thịt bò cô bé khô. Thế là tạm biệt Mullins. Cơ mà ngay đêm hôm đó, con bé Linda quyết định lên mang con búp bê cũ của Mị đi vứt. Chị Sơ thấy liền đi theo và phát hiện con bé muốn vứt búp bê xuống giếng. Mị nhanh tay tóm lấy con bé lùi xuống cùng. May cho nó là bà chị Sơ ở đó kéo lên. Mị thì vẫn chưa khỏe bằng người lớn nên là đành buông ra. Cái gì? Tại sao quỷ mà lại không khỏe bằng người á? Mị là một con quỷ đáng thương bị nhốt 12 năm trong phòng kín và Mị mà đủ khỏe thì Mị vác gậy dí chúng nó mà đánh rồi. Hù làm gì cho mệt. Chị Sơ với con bé hớn hở chạy vào nhà để khoe cho Janice đã vứt được con búp bê. Chả có gì bất ngờ cả, con búp bê đã xuất hiện trong chăn thay vì Janice. Chỉ có bọn nhiễm phóng xạ mới ngu để mà kẹt dưới giếng thôi. Chị Sơ gọi hết bọn trẻ con xuống để mà tìm con bé Janice. Con bà thì nắm lấy con búp bê đem vào hỏi mụ Mullins thì được nghe kể hết câu chuyện năm xưa. Trong lúc đấy, Mị đang ngồi với con búp bê trên lầu 2 đợi bọn trẻ. Đúng vậy, đừng ai thắc mắc tại sao nó đang ở chỗ bà Sơ mà giờ lại ở đây. Mị quay người lại khiến bọn chúng sợ phát khiếp, bởi vì Mị có dao. Khi bọn trẻ chạy xuống cầu cứu chị Sơ thì Mị cũng tiện tay xử luôn mụ Mullins. Trong lúc đó, chị Sơ cũng chạy lên cứu hai đứa nhóc kẹt lại, nhưng tất cả đã được biên hết rồi. Mị chỉ lùa chúng nó vào đây thôi, cho đuổi bắt bây giờ mới bắt đầu. Thế nên là chạy đi lũ con mồi ạ. Con bé Linda cố trốn bằng cách chui vào cái thang chuyển đồ, nhưng nó lại xuống ngay căn phòng mụ Mullins. Ở đó thì Mị đã có sẵn một cái xác để mà dọa nó. Thế là nó lại phải trèo ngược lên. Con bé mò mẫm đi ra phía cầu thang, nhưng Janice đã đứng đợi sẵn ở đó. Thế là Linda đưa ra quyết định khôn vờ lờ, trốn vào căn phòng phong ấn Mị 12 năm. Nhưng mà không đóng cửa thì bùa chả hiệu nghiệm đâu. Thế là Mị lôi nó ra ngoài và chuẩn bị quăng cái lồng đèn lượm cái linh hồn. Nhưng đúng lúc đó chị Sơ lại xuất hiện trong cái dây chuyền thánh giá vào cổ Mị, rồi đẩy vào căn phòng phong ấn cùng với con búp bê. Mụ ta còn lấy cả chiếc tủ để chặn cửa lại. Mị điên tiết, dồn hết sức mạnh để phá vỡ chiếc vòng, nhưng cũng trở nên cực kỳ yếu đuối, nên là đành phải chạy đi thôi. Mị trong thân xác của Janice trốn ở một trại mồ côi với tên mới là Annabelle và được cả vợ chồng này nhận nuôi. Mị quyết định trải nghiệm cuộc sống loài người 12 năm. Nhỏ thì phải học, lớn thì phải chạy đi chấm công, làm việc thì bị sếp chửi, đi làm về thì bị tắc đường, đèn đỏ chưa hết, xe sau đã bấm còi. Hóa ra là bị giam trong phòng kín thực ra lại hay. Thế là Mị quay lại khử ông bà Bù và bắt đầu một hành trình mới.